Lan Xà nổi giận. Nước Nga. Hồng Kông, Trung Quốc. Lại thất bại rồi. Thất bại. Lại thất bại. Ngươi là đồ ngu ngốc. Lại thất bại nữa rồi. Đồ ngốc. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi. Kha Khả, số liệu tiếng Anh, thành viên dự bị của tổ chức CAA. Lệnh triệu tập khẩn cấp từ CAA trong vòng 3 ngày tập hợp tại tổng bộ. Này Kha Khả, sản phẩm kỹ thuật cao của cô nghiên cứu thế nào rồi? Hiệu quả nhanh, thời gian ngắn, vẫn đang tiếp tục cải tiến. Vậy thì không đủ bền vững nha. Cô chỉ biết nói mấy lời đó thôi. Tôi thấy hay là cô đi ăn viên kẹo cho thơm miệng đi. Được rồi, không làm nhảm với cô nữa. Chúng ta đi thôi, đi tụ họp thôi nào. Cùng chào mừng Vũ Hàm về nước. Nào. Nào. Chúng ta cạn ly thôi. Xuống nước đi này. Loại người gì không biết, đáng ghét thật đấy. Chó ngoan không chắn đường. Xin chào tiểu thư Lisa, tôi là Ogre, còn đây là Bigger. Sao hai cô lại biết tôi? Lisa Hoa Kiều, con gái của nhà khoa học năng lượng Anthony. Tư liệu về cô chúng tôi đã tìm hiểu cặn kẽ. Trong việc này có tư liệu liên quan, hai cô mang về xem cẩn thận. Ngày mai nhất định đừng để tôi thất vọng. Davy, tôi đã ra nước ngoài dưỡng bệnh. Nhiệm vụ đó là phải phối hợp với Lisa mở lại đại hội cổ đông của tập đoàn. Cẩn thận Trần Hạo, bảo vệ Lisa thật tốt. Tổng bộ của tập đoàn DW.
Buổi chiều tốt lành. Hội nghị có thể chính thức bắt đầu rồi. Tôi đối với dự án người máy chữa trị bệnh của công ty chúng ta vẫn không hiểu rõ lắm. Có gì nào có thể giới thiệu cho tôi một chút không? Tổng thanh tra ông, anh nói đi. Trần Hạo, phó tổng giám đốc tập đoàn Dewi. Chi tiêu nghiên cứu phát minh của dự án này là 300 triệu. Nhưng đánh giá tổng hợp kinh nghiệm nghiên cứu của các công ty lớn trên thế giới cũng như năng lượng nghiên cứu của công ty chúng ta, tôi thận trọng dự toán phí nghiên cứu sẽ lên đến 500 triệu. Kha Kha, cô thấy thế nào? Chi phí nghiên cứu phát minh của dự án này là 300 triệu. Nhưng đánh giá tổng hợp kinh nghiệm của các công ty lớn trên thế giới cũng như năng lực của toàn đội chữa bệnh của chúng ta, tôi thận trọng dự tính chi phí của chúng ta sẽ tăng vọt lên 1 tỷ 500 triệu. Đây chính là giá thành dựng hành giai đoạn sau của dự án này. Ban đầu tôi chỉ xét đến hệ số Engel, quan tâm đến hệ số Togus, cũng như sự ảnh hưởng của việc nước Anh rời khỏi Liên Xô châu Âu đến nền kinh tế của toàn cầu. Nhưng sau đó tôi còn suy xét thêm tình hình kinh tế toàn cầu trong vòng 2 năm. Cảm ơn mọi người. Tôi ra ngoài một chút. Giám đốc Trần, anh còn gì muốn bổ sung không? Dự án này tôi đã bàn bạc thỏa thuận cùng rất nhiều cơ quan nước ngoài. Nếu như đại hội cổ đông của chúng ta hôm nay toàn bộ đều thông qua, vậy thì dự án này có thể lập tức khởi động. Đúng, đúng vậy. Tôi cũng cho là như vậy. Nếu chúng ta rất khó có được ý kiến thống nhất, vậy tôi quyết định tạm dừng dự án này, đợi Đa Phi quay lại rồi bàn bạc tiếp. Dự án này không thể tạm dừng được. Tôi vẫn quyết định tạm dừng dự án này. Tan họp. Đa Phi không phải là đang dưỡng bệnh sao? Có lẽ không tiện mang theo điện thoại. Chỉ mong là như vậy. Hy vọng sự hợp tác của chúng ta sau này sẽ ngày càng thân thiết. Một lần nữa cảm ơn hai cô. Cầm tiền và dọn dẹp rắc rối cho người khác là gì chúng tôi nên làm. Đúng vậy. Vậy chúng tôi đi trước nha. Mời. Hiện giờ xuất hiện biển số, Lisa kiên quyết phản đối ý kiến của tôi. Nhất định đòi phải đợi David quay lại. Vì chuyển giờ tài sản của công ty, e là phải tạm dừng rồi. Tình thế ngày càng phức tạp, càng phải nhanh chóng hành động, tránh đêm dài lắm mộng. Món đồ ở chỗ Lisa có manh mối gì chưa? Vẫn chưa. Cho tôi thêm chút thời gian nữa. Hiện giờ Lisa tìm tới hai trợ thủ. Một đứa thì ngực to nhưng không có não, lại còn mang theo súng. Còn một đứa có đầu óc như ngực lép, mang theo dao. Hàng thật giá thật. Hiện giờ tôi không rõ hai cô ta là vệ sĩ hay là sát thủ nữa. Tìm kiếm món đồ trên người Lisa trước đã. Tôi biết rồi. Nếu không phải do anh chạy nhanh, tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Tự bắt nạt người khác có ý nghĩa gì không hả? Cũng được.
Chỗ này không cho phép nhặt đồng nát. Làm gì đấy? Chỗ này không cho phép nhặt đồng nát. Cho tôi nhặt một cái đi mà. Nhặt đi, nhặt đi. Nhặt xong rồi đi mau đi. Tên này rất giống David. Đi điều tra anh ta chút đi, rồi quay về báo cáo. Trần Tổng, mời. Sau này đừng có tới nữa nha. Nhanh, đi nhanh. 100-200 triệu, tôi thấy hoàn toàn không vấn đề. Có được không? Trần Tổng, tôi điều tra được rồi. Tên đó tên Dương Dị Cẩu. Nhặt đồng nát kiếm sống. Đi tìm người tên Dương Dị Cẩu cho tôi. Đúng vậy. Lập tức, ngay bây giờ. Cậu đâm chết tôi rồi. Ông không sao chứ? Có sao. Tôi không động đậy được nữa rồi. Ông Diện cũng cưỡng ép quá rồi đó. Xin lỗi nha. Đã đâm ba cái chân của ông rồi. Thành còn có hai. Chàng trai này, đừng nói mấy lời không khách khí như vậy chứ. Thực ra tôi... Đừng ba. Đừng nóng vội. Để tôi khiến cho hiện trường trở nên thật một chút. Vừa đúng lúc giải quyết được nỗi lo dưỡng già của ông luôn. Tôi có bảo hiểm xã hội. Tôi không phải là kẻ lừa đảo. Nhưng mà chàng trai trẻ này, tôi có một chuyện muốn nói cho cậu biết. Tài chân đủ cả có thiếu cái gì đâu. Ấn đường của cậu có xương trên thiên đình. Đây được gọi là xương của thiên giáo. Nếu như có thể nối liền lên đỉnh đầu, sẽ trở thành xương phục hy. Người bình thường có được nhân tướng kỳ lạ này, sẽ được đại phú đại quý, có tướng làm quan lớn. Cái tên mụ dở nhà ông, ăn dạ không thành, liền coi mình thành vật sống. Đúng không? Không hề, không hề. Nói vậy thì sai rồi. Nói theo lẽ thường, mọi chuyện đều do số mệnh, không gì là do con người. Hôm nay tôi và cậu gặp nhau tại đây, cũng là do ý trời. Ý trời không thể làm trái. Đừng có ở đây ra vẻ ngớ ngẩn với tôi. Giả thần giả quỷ không có tác dụng với tôi đâu. Cậu sắp gặp chuyện rồi. Hơn nữa là chuyện lớn. Đợi đã. Ông nói cho rõ ràng. Đợi đã. Vừa rồi vẫn còn chưa nói xong. Ông có thể nói rõ ràng được không? Cậu đang tìm kiếm một người, có đúng không? Khuyển. Khuyển khuyển. Nhị cẩu. Đại sư, tôi thực sự là gặp được vật sống rồi. Chuyển sinh đại sư giúp tôi một tay, chỉ điểm giúp tôi phương hướng. Người mà cậu muốn tìm, hắn ở phía trước. Người mà cậu muốn tìm, hắn ở hướng Tây Bắc lệch Bắc. Đường Kỳ, số hiệu tiếng Anh Vbot, một trong những người sáng lập tổ chức CAA. Hai người vẫn còn nhớ David chứ? Không phải chính là vị chủ tịch của tập đoàn DQ đang ở nước ngoài dưỡng bệnh đó sao? Đúng vậy. Lần này chính là Đào Phi ủy quyền cho chúng ta bảo vệ Lisa. Cho nên nhiệm vụ của hai cô tương đối khó khăn. Càng trở đối với Lisa đã được loại bỏ, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành viên mãn. Đối với chúng tôi mà nói, đây là nhiệm vụ đơn giản. Nhiệm vụ mới vừa bắt đầu thôi. Tin tức mới nhất nhận được cho thấy, trong di vật của người ba quá cố của Lisa có cất giấu một di mạch kỹ thuật năng lượng siêu cấp mà ông ấy nghiên cứu nhiều năm.
Bản thân Lisa hoàn toàn không biết bí mật đó, nhưng việc đó đã bị thế lực ngoại quốc chú ý. Cũng tức là chúng ta không những phải bảo vệ sự an toàn của Lisa, mà quan trọng hơn là phải bảo vệ di mạch không bị lấy trộm đi mất. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy cấp, cũng rất nguy hiểm. Cho nên tôi quyết định cử Seeger tới bảo vệ hai cô. Ngầu thật đó. Nhã Nam, số hiệu tiếng Anh Seeger, thành viên dự bị của tổ chức CIA. Lên triệu tập khẩn cấp từ CIA. Tập hợp cùng Ogre, mau chóng về tổng bộ báo cáo. Cô em xinh đẹp thật đấy. Ây dô, ai đấy? Bạn của tôi mà mấy người cũng dám trêu ghẹo. Đi mau, đi mau. Vẫn ngầu như vậy nha. Đi thôi, xem mai tới trước. Tổng bộ tập đoàn Đi Quy. Anh họ ơi là anh họ, anh rốt cuộc là còn sống hay đã chết rồi vậy? Anh họ, sao anh về rồi? Bệnh đã chữa khỏi chưa? Em nhìn anh xem giống người bệnh hay không? Không có, không có. Chỉ tại người ta mãi không liên lạc với anh được, em lo lắng chết được. Thời gian điều dưỡng, không tiện liên lạc lắm. Anh họ, dự án kia của Trần Hạo em đã xóa bỏ đi rồi, bởi vì em thấy lỗ hổng quá lớn. Anh biết rồi. Anh họ, anh đang nhìn gì đấy? Không phải là mất trí nhớ rồi chứ? Đâu có. Anh đang suy nghĩ. Anh thấy em vẫn nên đảm nhận chức phó tổng trước đi. Việc của công ty cứ giao cho Trần Hạo trước đi. Tại sao chứ? Do em làm gì sai sao? Không có. Là thế này, anh thấy em vẫn nên tích lũy thêm kinh nghiệm từ những cấp cơ sở, tạo nền móng cho tương lai. Nhưng hiện giờ em vẫn làm khá thuận buồm xuôi gió rồi mà. Hiện giờ em còn có, đừng nói thêm gì nữa. Cứ quyết định vậy đi. À đúng rồi, còn có hai cô gái mà em dẫn tới kia, sau này đừng để họ tham dự vào việc của công ty nữa. Phải chú ý ảnh hưởng. Nhưng họ rất có trợ giúp đối với em, điều khá là tốt mà. Không cần nói thêm nữa, cứ quyết định vậy đi. Anh lại nhìn cái gì vậy? Không phải là em làm sai ở đâu rồi chứ? Anh có hơi mệt, về nghỉ ngơi trước đi. Được rồi, em tiễn anh. Anh họ, bên đó là nhà vệ sinh. Không đi nữa, cửa bên đó đó. Hoàng đại sư. Đại sư anh minh. Bây giờ tôi sắp lấy được thứ mà cô muốn rồi.
vinh hoa phú quý cũng ở trong tầm tay thôi. Cậu lấy được đồ rồi, may mà có sự chỉ điểm của đại sư. Vậy thì tốt. Dương Nhi cậu đã nắm được quyền lực, tất cả đều ở trong lòng bàn tay, có đúng không? Tiểu Trần này, như thế này không hay lắm. Tôi là người có quyền môn, như này đại sư, đại sư, đại sư. Đại sư, Hoàng đại sư, mời ngài một ly rượu. Được, được thôi. Eo tốt, chân đẹp, công phu tốt, đúng là tốt nha. Cảm ơn ông đã khen ngợi. Nghe những lời này, ông là người trong ngành nha. Đâu có, đâu có. Hoàng đại sư, có mắt nhìn đấy. Dốc dáng này không phải ngày một ngày hai mà có được nhỉ? Chắc hẳn cô đây đã tập luyện rất nhiều năm rồi nhỉ? Đâu có. Chẳng qua tôi chèo thuyền không cần tay chèo, nên hiểu thế nào đây? Đều dựa vào sóng. Sóng. Tôi cũng vậy đó. Là tôi Ali sống và sóng đánh sóng. Tướng mạo tốt, tướng mạo tốt đó. Đại sư, bình tĩnh. Tôi còn có một chuyện muốn cần chỉ dạy. The Money Game vẫn còn đồ cần lấy. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Cô mời rượu tôi, vậy thì tôi phải uống rồi. Mời, đại sư. Giờ tôi còn có việc bận, một lát nữa tôi lại tới mời rượu ông. Đừng đi vội mà. Lại đây, uống một ly nào. Nào đại sư, tôi kính ông một ly. Nào. Nội tình của tên Trần Hạo này vẫn còn chưa điều tra rõ ràng, cô nhất định phải cẩn thận đề phòng hắn. Vốn dĩ nghĩ anh họ quay về là mọi chuyện đều được giải quyết, nhưng không ngờ hiện giờ sự tình lại có lợi cho Trần Hạo. Không biết tại sao luôn cảm thấy anh họ rất là không bình thường. Không bình thường? Không bình thường ở chỗ nào? Giống như trở thành một người khác vậy. Anh họ. Anh họ, bên đó là nhà vệ sinh mà. Lisa, hai ngày này cô tìm cơ hội nói chuyện với Đa Phi nhiều một chút, hỏi anh ta một vài vấn đề riêng tư, ví dụ như kỷ niệm thời thơ ấu với hai người, hoặc là bí mật mà chỉ có hai người biết. Cô muốn nói Đa Phi có vấn đề? Đây mới chỉ là đoán mà thôi, chúng tôi cũng sẽ điều tra xem rốt cuộc là chuyện như thế nào.
có thu hoạch gì không? Tôi thấy tên Trần Hạo có vấn đề. Không biết từ đâu nhảy ra một tên hoàng đại sư, đưa ra gợi ý cho anh ta. Tôi rằng lấy được món đồ gì đó sẽ có thể giúp anh ta thăng quan tiến chức. Tôi chỉ nghe được điều đó. Bọn họ có nhắc đến Đa Phi không? Không. Tên Trần Hạo này rốt cuộc muốn lấy được món đồ gì? Còn cả hành động của tên Đa Phi này nữa cũng rất là kỳ lạ. Chẳng nhẽ Đa Phi với Trần Hạo cũng là một dù sao? Có lẽ bọn họ biết về chuyện Di Mạch. Cũng có thể bọn họ là người đại diện cho thế lực ngoại quốc kia. Tất cả đều có khả năng. Chúng ta chia ra hành động, trực tiếp theo dõi bọn họ. Tôi gỡ cái này xuống. Anh không được phép nói to. Nếu không tôi sẽ không vui đâu. Hai vị mỹ nữ, tôi sẽ không bao giờ giở trò lưu manh nữa. Cũng sẽ không dám háo sắc nữa. Hai cô có thể thả tôi ra không? Căn nhà này thích hợp để theo dõi Đa Phi. Căn nhà này được đấy. Vừa khéo rồi nha. Căn nhà này là của tôi. Của anh. Hai cô có muốn vào trong chơi đùa chút không? Được thôi. Vậy mời. Đi thôi. Hai cô thả tôi ra. Cứu mạng! Cứu mạng! Đại ca, anh hư quá rồi nha. Rất là nguy hiểm đấy. Cô trông coi anh ta, tôi qua bên đó xem sao. Chuyện gì vậy? Đa Phi hình như đang trộm đồ của chính nhà mình. Các cô là ai? Chuẩn. Chuẩn thật đấy. Chị gái, vừa đúng dịp chúng tôi khai trương tiệm. Thẻ hội viên trị giá 8.888 tệ đang được giảm giá 50% nha. Chị gái đừng bỏ lỡ nha. Bớt dở mấy trò này với tôi đi. Tập trung làm tóc đi. Chị gái à, vòng tay này của chị bạc cả màu rồi. Đồ đồng hả? Nhìn chị thế này chắc vẫn là quý tộc độc thân phải không? Tiết kiệm tiền cho ai tiêu chứ? Câu hài thước thật đấy. Tôi là quý cô độc thân. Có ai độc thân mà xinh đẹp như tôi không? Đúng thật là. Nói cái gì mà không biết. Cho cậu xem thử. Đây là ông xã nhà tôi. Thế nào? Bây giờ Hàn Quốc thì nổi tiếng phẫu thuật thẩm mỹ, còn Trung Quốc thì thịnh hành Photoshop. Chị bảo bức ảnh này có thể tin được sao? Nói cái gì vậy chứ? Được thôi, cho cậu xem ảnh động. Camera giám sát từ xa. Chị gái, chị còn chơi trò nhìn lén nữa sao? Nhìn trộm gì chứ? Đây gọi là đề phòng. Đàn ông có tốt đến mấy cũng không thể thoát khỏi hồ ly tinh ngàn năm mà. Ê vô chị gái à, đây chính là đàn ông tốt của nhà chị đó sao? Đây không phải ông nhà tôi. Camera kết nối sai rồi. Ê vô, người đàn ông này khẩu vị cũng nặng thật đó.
Chị gái. Chị à, chị đi đâu vậy? Vẫn chưa làm xong mà, đi sửa điện thoại đã. Còn chưa trả tiền mà chị ơi, điện thoại hỏng rồi. Chị gái của tôi ơi, đừng đi. Chị gì ơi. Đa Phi sắp ra ngoài. Chúng ta nên đi thôi. Hoa hồng thường có gai, chơi gái còn phải cẩn trọng. Chị ta hình như là vợ của tên chủ nhà. Chạy đi đâu? Đã trộm người còn muốn chạy. Bà thím à, thím nhận nhầm người rồi. Chồng thím kia, được lắm, dám lừa tôi. Đứng lại cho tôi. Chị gái này, xin lỗi nha. Có cơ hội gặp lại sao? Thả tôi xuống đã. Thả tôi xuống. Chị gái, chị còn chưa trả tiền mà. Hay là làm thẻ hội viên đi. Cút. Trần Hạo đi rồi. Chị mau chóng đi theo anh ta. Tôi đến văn phòng anh ta kiểm tra một chút. Bên này của tôi đã xong rồi. Chúng ta gặp ở cửa nhà.
Chúng tôi chỉ muốn cướp tài sản. Cô phải ngoan ngoãn phối hợp. Đại ca, cô nàng này hai tay trống không, chỉ có mỏi sắt thôi. Hay là để tên đàn em trước nha. Đứng lại, không được chạy. Anh không sao chứ? Không sao. Anh bị thương rồi, tôi đưa anh tới bệnh viện nha. Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi, nơi này không an toàn, chúng ta mau đi thôi. Bên chỗ Devi thế nào rồi? Đừng nhắc đến nữa, chúng tôi làm máy giấu Devi rồi. Sao lại như vậy? Devi ở bên đó kìa. Tôi đến bãi đỗ xe lấy xe. Hai cô theo sát trước đã, giữ liên lạc. Được rồi. Tìm được rồi. Sao anh có thể tự mình băng bó được chứ? Không sao đâu, để tôi băng bó cho anh. Cảm ơn. Trước đó tôi đối với anh vẫn luôn không được khách khí lắm. Thật sự xin lỗi anh. Không có gì. Đừng nói như vậy, tôi có thể hiểu được cô mà. Không có gì nữa thì tôi đi trước đây. Vậy tôi tiễn anh. Không cần. Tôi vào trong xem sao. Cô ở chỗ này đợi tôi. Đây. Tại sao không phải là tôi đi mà là cô? Chuyện này phải xem thực lực. Cải trang là thế mạnh của tôi. Tôi cũng có thể mà. Đừng luyện tập nữa. Biểu diễn bắt đầu rồi. Đi theo tôi. Xin chào ngài ông chủ. Buổi diễn xin được bắt đầu. Cái gì? Biểu diễn gì? Các chị em, nhảy lên nào. Nói mau, ông rốt cuộc là ai? Tại sao đã trộm đồ của nhà Devi còn tới nơi này tiêu xài phung phí? Ông không phải vì cái này sao?
nói ngọt đến mấy cũng không bằng một đấm. Chúng tôi giao ông với cái này, tất cả đều giao cho cảnh sát nha. Ông đoán xem sẽ như thế nào? Được, đợi ngồi tù đi. Đi thôi. Này này, đừng mà, thương lượng thêm một chút đi. Nói mau. Tôi tên Dương Nhị Cẩu, từ nhỏ đã là một cô nhi. Từ 18 tuổi bắt đầu tự mình đi lập nghiệp, vẫn luôn làm nghề thu gom phế liệu. Đó không phải là nhạc độc nát sao? Tại sao cứ dùng do vậy? Mau nói trọng điểm đi. Chuyện đó đều là Trần Hạo bảo tôi làm. Chuyện Trần Hạo làm đều là câu kết phi pháp. Hành vi này của ông cũng xem là tòng phạm. Nhưng mà cho ông một cơ hội lấy công chuộc tội, ông phải phối hợp với chúng tôi thật tốt. Không những có thể bảo đảm an toàn cho ông, mà còn có đại ngộ hậu hĩnh nữa. Thế nào? Vậy tôi nghe theo hai cô sắp xếp đi. Có tung tích của món đồ đó chưa? Vẫn chưa. Cậu làm ăn kiểu gì đó? Ông đừng tức giận. Bên này của tôi gặp chút rắc rối. Món đồ đó là cái gì cậu cũng không tra rõ được sao? Không không, ông yên tâm, tôi nhất định có thể lấy được đồ mà. Cậu chắc chắn? Đúng vậy. Tôi cho cậu thời gian một ngày cuối cùng. Được. Tôi đã đọc qua một chút tài liệu của Trần Hạo. Tình hình thế nào? Tôi đang nghĩ năm người này rút cuộc có quan hệ thế nào. À đúng rồi, vừa nãy sau khi hai người rời đi, tôi ở bãi đổ xe đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Đại ca, vừa rồi cũng nguy hiểm thật, thế mà dám đâm thật. Anh không sợ một dao đâm chết anh Hạo sao? Anh, dọa chết tôi rồi. Cậu đi theo Hoàng đại sư lâu như vậy rồi, đến mấy cái trò lừa gạt này còn không rõ sao? Hả? Hoàng đại sư, chẳng lẽ là một bọn với Lisa và Trần Hạo? Không thể loại trừ khả năng đó. Tên Đa Phi này cũng là giả, tên thật của hắn là Dương Nhị Cẩu. Xem ra rất nhanh tôi sẽ biết được chân tướng. Tôi thấy vẫn nên phải điều tra thêm về Lisa mới được. Đã biết phải mưu tính sâu xa, vẫn còn phải tiếp tục cố gắng thêm. Sư phụ, sao mỗi lần người xuất hiện đều khoe khoang như vậy? Tôi là vừa mới quay xong phim, chưa kịp tẩy trang thì nhận được tin tức của mọi người, liền lập tức quay về. Vừa rồi quay phim. Chị quay phim gì vậy? Thân phận ẩn giấu của tôi là một. Dừng. Qua đây, phát cơm cho mọi người đi. Nào, tới nhận cơm.
Sư phụ, người nói xem sao người lại phải liều mạng như vậy? Giang hồ hiểm ác, bắt buộc phải giấu thân phận cho thật tốt. Quay phim cũng được coi là ẩn giấu sao? Quay phim, đúng là cuộc đời giống như một thước phim, phim cũng như đời người vậy. Cô tra được gì chưa? Có một vài số điện thoại Trần Hạo dạo gần đây liên lạc nhiều lắm, rất khả nghi. Cô đã là một cao thủ hacker, vậy thì giao cho cô rồi. Alo, Lisa, chúng tôi đã xác nhận tên David bên cạnh cô chính là tên giả mạo. Hả? Trần Hạo anh ta rất nguy hiểm, có thế lực ngoại quốc giao thiệp với anh ta, có lẽ là có mưu đồ gì đó với cô cũng như công ty. Nhưng anh ta rõ ràng đã cứu tôi mà. Cứu cô chắc chắn là vì muốn tiếp cận cô. Nói chung là cô phải bảo vệ thật tốt cho Di Mạch. Di Mạch? Di Mạch gì cơ? Tôi thật sự không hiểu. Cô phải chú ý an toàn đấy. Gần đây đừng đi đâu hết. Có chuyện gì thì phải liên lạc với tôi ngay. Được. Nhị cậu, ông thực sự coi mình là ông chủ đúng không? Còn để tôi phải tự mình đến tìm ông. Phim giả thành thật mới có thể lấy giả làm thật sao? Có chuyện gì thì nói mau đi. Chuyện đó tôi muốn nói với cậu đó là tối qua Lisa đã về Mỹ rồi. Ông nói cái gì? Tại sao ông không nói sớm? Tôi cũng là vừa mới biết thôi. Lúc cô ấy đi cũng không nói cho tôi biết, đến Mỹ rồi mới gọi cho tôi. Alo, ông chủ Cao, có tiến triển gì không? Vẫn chưa. Nhưng mà ông cứ yên tâm, cho tôi thêm 2 ngày nữa, tôi nhất định sẽ làm được. Trong vòng 2 ngày, nếu cậu còn chưa tìm được đồ, tin tức nóng hỏi cậu chuyển về tài sản của tập đoàn ra nước ngoài một cách phi pháp sẽ được đăng lên trang nhất của mọi tờ báo. Đừng, đừng mà. Ông làm như vậy không phải muốn lấy mạng tôi sao? Cậu tự biết mà làm đi. Nhưng bên cạnh cô ta có 2 sát thủ. Tiểu Trần, đại sư, đại sư, lần này không ổn rồi. Lần này ông nhất định phải cứu tôi. Nếu như ông mà còn không cứu được tôi sẽ chết đó. Đừng quản, trên đời này còn có thể có chuyện lớn gì chứ? Nói nghe xem nào. Ngày mai nếu tôi còn không lấy được đồ từ chỗ Lisa, lần này thực sự xong đời rồi. Phàm phu tục tử, nhục nhã phàm thai, có gì mà phải sợ chứ? Có tôi ở đây chỉ điểm cho cậu,
Cậu còn sợ không thể chuyển nguy thành an được sao? Không phải ông biết gọi âm binh sao? Âm binh có thể tùy tiện gọi được sao? Gọi âm binh sẽ phải trả giá đó. Ông ra giá đi. Tiền không thành vấn đề. Tiền không thành vấn đề. Tiền không thành vấn đề. Vậy tôi cũng không thành vấn đề. Đại sư, hình như tôi chưa từng được gặp bộ dáng thực sự của âm binh. Lần này sau khi gọi ông xong, có thể gọi video cho tôi không? Muốn gọi video với âm binh. Tất nhiên, chỉ cần tiền cậu đưa đủ thì muốn gọi video với âm binh tôi thấy cũng không thành vấn đề. Sao mà gọi video với âm binh được chứ? Ôi trời ơi, cầu xin thiên linh linh, địa linh linh, thần tiên quá cố mau hiển linh. Con cầu xin ông thần tài, thiên linh linh mau giúp con mượn âm binh, giúp con mượn âm binh đi. Có ngài là đủ rồi, đi ở trần gian cũng giống như trên trời. Ogre, tôi thực sự không hiểu. Chúng ta đã biết được kế hoạch của Trần Hạo rồi, tại sao còn không dạy Trần anh ta? Còn phải để Lisa cải trang ra nước ngoài rồi. Tất nhiên là vì bảo vệ Lisa cùng với Di Mạch rồi. Cô nghĩ mà xem, hiện giờ Đa Phi vẫn còn chưa về nước, Di Mạch cũng chưa có thông tin. Không được, nếu như hiện giờ dạy Trần bọn họ, chỉ sợ chó sẽ cùng bức dậu, làm tổn thương người vô tội. Xông ra ngoài với tôi. Dừng tay cho tôi. Muốn hai bọn họ được sống thì ngoan ngoãn đầu hàng đi. Bằng, diện sát thủ có đã không? Đồ hèn, đủ lòng đủ cánh rồi nhỉ? Dịch chết không sợ nước sôi. Nhốt hết lại cho tôi. Đi thôi. Tôi đi chăm sóc cho Lisa của mấy người trước nha. Ngủ ngon.
Bùm. Xong rồi, Lisa gặp nguy hiểm rồi. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, không thể ngồi chờ chết được. Tôi thấy lần này chúng ta chỉ có thể ở đây chờ chết thôi. Này, tay của cô không sao chứ? Không sao. Điều tại cái tên xăm mình kia, nếu như không phải do hắn, chúng ta đã chạy được rồi. Võ công của tên xăm mình đó quá thật lợi hại, nhưng mà hắn ta đối với tôi hình như chỉ là ngăn chặn thôi, chứ không hề ra tay độc ác. Tôi thấy cô bị đánh ngơ rồi thì có. Này, chúng ta hợp sức thử xem làm sao có thể kéo được cái cửa sắt này ra đi. Sao mấy người lại ở đây thế này? Đừng đóng cửa. Sao vậy? Không được nữa rồi. Cái tên nhị cẩu ngu ngốc nhà ông, sao ông lại ở đây? Ông có phải là có chìa khóa không? Sao tôi biết được? Vậy tên trông chừng ngoài cửa đâu? Làm gì có ai canh cửa đâu. Này, nhị cẩu, mau nhặt cái camera kia đi. Đợi một lát nữa có người vào thì ẩn mở. Đi mau đi. Cái nào? Cái màu bạc đó. Mau đi đi. Hỏng rồi. Quên mất bảo anh ta nhắm mắt. Công năng của đèn flash không thể duy trì được lâu. Phải làm sao giờ? Tôi có cách. Qua đây cùng nhau nhặt đi. Xem ra cái cửa này chỉ có thể vào mà không ra được rồi. Đây không phải là đề toán của tiểu học thôi sao? Đáp án chính là 2 chứ còn gì. Nếu là 2 thì đừng có bài đặt mật khẩu làm gì. Có thể động não một chút được không? Nếu như đơn giản như vậy còn gọi gì là sản phẩm mới nữa. Vậy thì cô mở đi. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Mau nghĩ cách làm sao để giải quyết đi. Giải quyết? Chạy mau, chạy mau. Làm gì vậy? Cái này là cái gì? Chuyện gì vậy? Bị điên à?
Nói mau, di mạch ở đâu? Di mạch gì? Tôi thực sự không biết. Tiểu Trần, Hoàng đại sư, âm binh này của ông sao nhìn không được bình thường nhỉ? Đây là âm binh nước ngoài. Lisa là ABC từ nước ngoài gì? Âm binh Trung Quốc không có tác dụng với cô ta. Hoàng đại sư, âm binh ngoại quốc đâu rồi? Về rồi, về rồi. Làm xong việc rồi, người ta không phải quay về âm tàu địa phủ chứ? Âm binh ngoại quốc phải về âm tàu địa phủ của nước ngoài. Đường xa như vậy, trước khi trời sáng bắt buộc phải tới nơi. Tôi cũng ngại giữ người ta ở lại. Vậy thì đáng tiếc quá rồi. Tôi còn muốn nói chuyện với bọn họ vài câu kìa. Lần sau đi. Là cậu sao? Lâu rồi không gặp. Là may mắn của tôi. Hoàng đại sư, quả nhiên lợi hại. Đâu có, đâu có. Đồ đâu? Ba cô gái kia của cô đã bị tôi bắt rồi. Không có ai tới cứu cô nữa đâu. Mau ngoan ngoãn giao di mạch ra đây. Này, đừng đừng. Tiếp tục đi. Tôi không nhẫn nại như vậy đâu. Ngoan ngoãn, đừng có nói sai. Đã hiểu chưa? Anh họ, anh đang làm gì vậy? Em vẫn ổn. Anh đi yên tâm đi. Vòng cổ vẫn còn. Cô em eo tốt, chân đẹp, võ công giỏi. Còn sợ nữa không? Tiếp tục về nữa đi. Xem tôi có đánh ông về nguyên hình nữa không. Chúng ta đều cùng một phe mà. Ai cùng một phe với ông? Cái đồ lừa đảo nhà ông. Không phải tôi, là Trần Hạo. Là do cậu ta gây ra. Tôi là tới cứu cô ấy. Tôi sẽ xử lý ông sau. Thật sự không phải tôi mà. Ông chủ, tôi thực sự là điều làm theo kế hoạch của anh mà. Tôi chỉ muốn cầu tài, tôi không muốn mất mạng đâu. Cảm ơn, vất vả rồi, vất vả rồi. Đi cẩn thận. Hai vị vất vả rồi, tạm biệt. Tất cả đều thực hiện theo kế hoạch đi.
Nhớ kỹ, nhất định phải diễn tròn vai. Không thành vấn đề. Bây giờ cái cô sát thủ kia, cô ta tìm tới muốn tính sổ với tôi khắp nơi rồi. Có tôi ở đây, anh sẽ an toàn. Còn có, như vậy không được đâu. Trần Hạo có người có thế lực, nếu như cô ta mà biết chuyện này, không phải tôi sẽ. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Kịch hay vẫn cần phải diễn. Ông chủ, bọn họ đang trên đường tới. Có đường nào khác không? Phía trước có lẽ có một lối, dòng đường khác, dừng. Hôm nay chọc phải đội xe máy này rồi. Không kịp nữa rồi. Dòng đường khác tiếp đi. Dừng. Cảm giác không được bình thường. Mở to mắt ra canh chừng cho kỹ. Gì mà tới đây? Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Kiểm hàng trước, giao hàng sau. Để cho an toàn, túi của mấy cô chúng tôi tạm thời bảo quản thay các cô. Vậy được thôi. Chúng tôi thể hiện thành ý trước. Mật mã 918. Ông chủ, bọn họ nói là bọn họ đang đại diện Trần Hạo. Tại sao Trần Hạo không tự mình tới? Bởi vì an toàn, ông chủ của chúng tôi tạm thời không tiện lộ diện. Sẽ do hai chúng tôi đại diện anh ấy tới giao dịch, an toàn. Vậy tôi có thể tin tưởng hai người không? Tôi có thể tin tưởng cô không? Theo như những gì tôi biết, ông chủ thực sự chính là ông chủ Cao đúng chứ? Ông ta là người Trung Quốc. Ông chủ Cao gánh trên mình lệnh truy nã quốc tế, mạo hiểm về nước. Tôi nghĩ có lẽ sẽ không dễ dàng gì mà bỏ tay không mà quay về chứ. Dây hàng của các người mang tới chưa? Không gặp được ông chủ Cao thì miễn bàn. Đợi chút.
Ông chủ Cao, ông có ý gì? Đa Phi, Dương Nhị Cẩu, Dương Nhị Cẩu, ông to gan bằng trời nhỉ? Cậu nhìn kỹ lại xem, tôi rút cuộc lại. Đa Phi, không ngờ đúng không? Chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Chúng tôi thể hiện thành ý của mình trước. Hàng chính là ở trong này. Các người đã không có thành ý như vậy, chúng tôi xin phép cáo từ trước. Đi. Đợi đã. Giang hồ hiểm ác, không thể không đề phòng. Chúng ta bắt đầu giao dịch thôi. Được lắm, xem như các người giỏi. Gậy ông đập lưng ông, diễn xuất giỏi đấy. Chỉ dựa vào hai người các ông mà cũng muốn đối đầu với chúng tôi sao? Hắc Long, lấy vali về. Di mạch là giả thôi, Lan Xà mới là thật. Chiếc vòng cổ đó không đáng một xu. Kỹ thuật Lan Xà đó hiện giờ vẫn hoàn toàn bình yên vô sự. Biển thủ tài sản của công ty, câu kết với thế lực hắc bang nước ngoài, lấy trộm bí mật thương nghiệp quốc gia. Cái gàn chó của cậu cũng không nhỏ nha. Davy, ông cũng đừng vui mừng quá sớm. Ông chủ Cao lập tức về nước rồi, ông ấy sẽ không tha cho ông đâu. Chuyện này thì cậu không cần lo đâu. Ông chủ ngoại quốc kia của cậu lập tức bị bắt về, chịu sự trừng trị của pháp luật rồi. Nhìn đi, Dương Nhị Cẩu, sao ông vẫn còn ở đây? Cái tên vô lại nhà ông, diễn nghiện rồi đúng không? Em nhìn kỹ lại xem, anh rút cuộc lại. Phi Phi, Phi Phi, sao ông lại biết biệt danh của tôi? Anh là David đây. Ông rút cuộc lại. Anh là David. Anh thực sự là David. Phi Phi, anh họ. Phi Phi, anh họ. Phi Phi, xin lỗi anh họ, dây chuyền đã bị Trần Hạo cướp đi mất rồi. Không sao hết, không quan trọng. Sao lại không quan trọng được? Đó là di vật của ba để lại đó. Em nhìn xem đây là gì. Dây chuyền. Sao lại ở chỗ anh? Người thông minh sẽ tự có cách. Giờ sẽ được trả về chủ cũ. Vòng tay vẫn an toàn chứ? Vòng tay, vòng tay lâu lắm em không có đeo nó rồi, không biết để đâu rồi. Cái gì? Em nghĩ kỹ lại xem, lần cuối cùng em nhìn thấy vòng tay là ở chỗ nào? Hình như là
Alo. Đúng rồi, tôi đang đi rồi, sẽ tới ngay thôi. Có lẽ rơi ở hội sở spa rồi. Đi thôi. Đi đâu vậy anh? Đi đến hội sở tìm vòng tay. Là chị ta, hàng xóm của anh. Nhìn cái gì mà nhìn, có đẹp gì mà nhìn. Không phải chỉ gầy hơn bà đây một chút thôi sao? Bà đây nuôi ăn nuôi uống anh. Cái tên khốn nhà anh, còn đứng núi này trông núi nọ. Xem về nhà bà đây xử lý anh thế nào. Tìm ai? Tôi là người có quyền môn đang du hành bốn phương. Đi qua nhà của quý cô, bỗng nhiên khát nước, muốn xin ngụm nước. Quý cô có đồng ý thành toàn không? Có uống hay không? Cảm ơn. Hiền từ nhân hậu. Cô cho tôi nước, tôi cũng không thể không uống không được. Hay là gì? Tôi xem phong thủy cho cô nha. Không tốt. Không tốt chút nào. Có vật dính tà khí. Tà khí gì chứ? Có phải là chưa rửa tay không? Vật dính tà khí rất nặng, sẽ không may mắn đâu. Có thể nói rõ ràng chút được không? Trong nhà cô có đồ của người chết, một vật hình giống con rắn. Tôi nói thế này đi, trong nhà cô có một món đồ được đào từ dưới mộ lên, một vật không may mắn, hình dạng giống con rắn, sẽ đem lại tai họa cho hai người. Nhẹ thì vợ chồng bất hòa, chồng cô sẽ ngoại tình. Nặng thì tan cửa nát nhà. Nói nhăng nói cùi, trong nhà tôi sao lại có món đồ như vậy được chứ? Nói năng nói cùi, vậy thì tôi sẽ không nói nữa. Làm phiền rồi, cáo từ. Này, đồng nát.
Hả? Các cô đã không khiến tôi thất vọng. Chúc mọi người sẽ đều thuận lợi thông qua sát hạch. Sát hạch? Đúng vậy. Đây là nhiệm vụ đầu tiên, cũng là một lần sát hạch. Các cô đã lợi dụng tin tức chặn được từ chỗ Trần Hạo, thành công ngăn chặn anh ta cấu kết với thế lực nước ngoài. Đầu cơ trục lợi kỹ thuật năng lượng xanh lam quan trọng của quốc gia đã giúp cho đất nước chúng ta tránh được một tổn thất cực lớn. Lan xà. Kỹ thuật lan xà là thành quả mà Balisa khi còn sống đã nghiên cứu ra. Nó là một khoa học kỹ thuật năng lượng, được mệnh danh là ông vua của ngành nguyên liệu. Trước mắt chỉ có nước ta mới có. Phibot, có một chuyện mà em vẫn không hiểu, xin chị chỉ giáo. Trần Hạo là em trai ở trong cô di viện của tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cũng là một trong những người sáng lập của tổ chức CIA. Thân phận bí mật của cậu ấy được sắp xếp ở tập đoàn Dewey. Nhưng sau này cậu ấy quá ham tiền tài nên bị giám sát, cấu kết cùng thế lực hắc bang nước ngoài. Là nghiệp tự mình gây ra phải tự trả giá. Thiện có thiện báo, ác giả có ác báo. Điều là chuyện đã qua, cho nên tôi lựa chọn tránh né. Dương Nhị Cẩu, rốt cuộc ông lại Đa Phi chính là Dương Nhị Cẩu. Dương Nhị Cẩu cũng chính là Đa Phi. Được rồi, để tôi giới thiệu một chút. Vị này chính là Đa Phi, mới là ông chủ thực sự phía sau chúng ta. Gần đây phát hiện Trần Hạo có qua lại mật thiết với thế lực ngoại quốc, nghi ngờ sẽ mang lại uy hiếp đối với dự án năng lượng mới của công ty. Nhà khoa học năng lượng Anthony không may qua đời. Tôi đã thay đổi di mạch kỹ thuật, giấu trong trang sức của Lisa, đồng thời cũng gọi Lisa quay về nước. Lisa hoàn toàn không biết sự tình, tập hợp người mới, cài cắm bên người con bé, bảo vệ sự an toàn của Lisa cùng với di mạch. Tôi sẽ tiếp cận Trần Hạo, đóng một màn kịch cho toàn bộ hành động lần này. Nắm được chứng cứ, ép kẻ nắm thế lực phía sau phải lộ diện, dẫn dụ về trong nước, chịu thi hành pháp luật. Kỹ thuật năng lượng hàng đầu do xí nghiệp Trung Quốc nghiên cứu phát minh ra, tuyệt đối không được phép tuồn ra nước ngoài. Số hiệu nhiệm vụ lan xà. Vị này là Hắc Long, thành viên bí mật của tổ chức. Chúc mừng ba cô đã chính thức trở thành thành viên của tổng bộ CIA. Nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nghĩ lại thì tên Nhị Cẩu kia cũng khá là đáng yêu, còn cứu mạng chúng ta nữa, đáng yêu. Bảo bối đâm bộ của tôi chắc chắn là nhớ tôi lắm rồi. Nào các cô gái, chúng ta cùng chụp bức ảnh đi. Ai chụp đây? Vậy để tôi chụp cho. Được nha. Nào. Còn ai nữa nào? Còn tôi nữa nha. Mau, mau lại đây. Tới đây. Được rồi. Ok rồi. Chụp nào. Mọi người tập trung, nhìn vào đây nào.